Cái này vào mùa nắng á, anh cứ để cỏ cho giùm em. Thí dụ như anh muốn muốn làm cỏ á, ví dụ như anh thấy mà phức tạp quá, lấy cái dạng mà chị đang làm á, là lấy cái cuốc cũng không, lấy cái liềm á, chị cắt, có nghĩa là cắt làm gì, cắt một tầng xương thôi, nhưng mà nhiều khi nó cao quá mình cắt thôi, còn nhiều khi không cần luôn, nó cao quá mình cắt. Tại cái này á là để giữ ẩm cho đất, anh giữ ẩm, có nghĩa là vào mùa nắng cực kỳ nó khô dữ quá, giữ ẩm. Ở bên này cũng vậy, ở ngoài này anh cứ để giữ ẩm giùm em luôn, không có cần mùa mùa nắng nó cao quá mình cắt thôi, mà cực chỉnh đảo, bây giờ nắng nó đâu lên nấu đâu mà, đúng không? Bây giờ làm cái cỏ này á, không cần làm thứ nhất mình tốn công mà không không hiệu quả cho cái cây. Bây giờ cây trong này nó đang cần giữ một cái tầng ẩm độ, mùa mưa á thì mình làm được, với là mùa mưa nó cao quá, nó tùm ẩm độ cao quá thì tùm mình làm được. Còn thí dụ như với những cái cây như thế này, đây là vú sữa mica, là hồi bữa anh ta tỉa đâu này, ví dụ anh tỉa xong là bây giờ cây nó đang xè ra như thế này, đúng không? Thí dụ như là anh nó xè ra như vậy, anh sẽ kéo giùm em, anh kéo, và những cái cành nhỏ như thế này này, anh thấy không, những cái cành nhỏ như thế này này, mình sẽ dọn rửa bớt những cái cành nhỏ, những cái cành nhỏ anh sẽ giữ lại những cái cành như thế này đó, cành to mình giữ, những cái cành nhỏ là mình bấm bỏ đi, những cành nhỏ mình bấm bỏ đi, mình sẽ giữ những cái cành to này. Thí dụ như đây, đây là hai cành, thấy không, cành này với cành này, thì anh bấm bỏ cái cành nhành này đó, anh bấm bỏ những cái cành cành nhỏ đi, còn anh giữ lại những cái cành lớn, làm cho nó trong thông thoáng ra, là anh lấy chai nước anh kéo giùm em cho nó thông thoáng ra ha. Cái đó điều đó đương nhiên là chắc là biết rồi, anh sửa cho những cái cành nào mà đừng có qua quy, sửa trong này này, ở trong này mà nó gần như những cái cành trong này nó đang bị mà khô lá rồi, già lá rồi, thì bấm cho nó. Và đặc biệt ở dưới đây này, anh đang kéo cái cơ đọt ra, đúng không? Ví dụ như anh muốn cho cái chồi này nó lên thì giữ cái chồi này, còn cái chỗ này này, hai ba cái này anh thấy nó sùm này, anh bấm bỏ chỗ này đi, anh giữ một cái thằng chính thôi. Thì cái này bây giờ anh kéo giùm em cái cành này ra nha, anh kéo cái cành này ra, cành này ví dụ như bắt ổn quá thì thấy thấy nó bắt ổn quá anh bấm bỏ luôn, mà giữ cái kéo cái cành này cho tàn này nó ra. Bây giờ là chúng ta cần cái tàn cho nó ra, nó ra bên ngoài hết, tàn cần cái tàn ra bên này hết này đó. Sửa ví dụ như mình sửa, mình kéo dây á, mình kéo bằng cái chai nước, mình kéo mà nó xuống thông mình không có qua được thì có thể mình cắm cái trụ, mình cột nó luôn, mình sửa nó luôn tại chỗ như vậy. Bây giờ đây là sửa tàn, sửa cho nó, chứ không để cái nhánh vú sữa mà nó đang chéo lên trên này, thì nó đang chéo lên trên này mấy cành trên này nó sẽ gọi là bị chết, bị mắc đó. Nhớ lưu ý mấy cái chỗ đấy, ví dụ như còn cái cành nào, mấy cái cành nào nó xà với đất quá thì mình bấm bỏ, giữ những cái cành mình chính thôi. Anh thấy này, cái này anh kéo xuống này, kéo này ok này, bây giờ mai mốt nó lên này, ví dụ như cái cành này nó xà với đất quá, anh đi phân bón anh giữ rồi nó không được, nó không hiệu quả thì anh bấm, không có tiếc gì hết. Nên chủ yếu chúng ta giữ chủ đạo là những cái cành như thế này, cành này bây giờ kéo nó, nếu mà cầm chai nước kéo xuống cũng được nè, hoặc là cắm cái cây cột nó vô là nó quạt xuống đây nè. Còn bây giờ chỗ đây nè, anh chú ý nè, cái chỗ này hồi xưa mình bấm là bắt đầu nó ra vậy, đúng không? Nó ra chỗ đây nè, anh thấy nó vừa nó sùm hết, thì mấy cái chỗ này nè anh bấm bỏ hết những cái cành nhỏ, những cái cành tâm đi. Cái vú sữa là phải tỉa nha. Có một số bạn mà anh thấy là kêu để 2,5 mét mới tỉa là không có được nha. Tỉa bây giờ hồi bữa là anh tỉa anh thấy giờ nó hiệu quả là nó bung ra nhiều. Nhưng cái quan trọng chúng ta là phải quản lý được cái cơi đầu đọt của nó. Nó đang ra tùm thì mình phải quản lý nó, không có để nó tùm trong này. Ví dụ như cái nào nó xỉa quá đây, anh thấy này nó đang xỉa lên 2-3 cái nữa. Mục đích của anh là anh đang cần nó bung ra. Chứ nữa, mục đích anh đang cần nó bung ra mà. Ok. Đấy, sửa nó. Mai mốt cái cây này nó bung ra nữa thì sửa từ từ, sửa từ từ, cái này cứ uống xuống, uống xuống đầu sửa nó. Wow, này này, đây này, đây này, anh thấy này, như chỗ đây này anh thấy mấy chỗ này nó đang chọc với nhau, cành này này nó đang chọc với nhau, thấy không, anh thấy nó đang chọc lên trên không. Cái này là em sửa cho cái cành này nó đi ra, cái cành này anh thấy em bấm phát là nó đi ra đây, thì giờ bắt buộc ở dưới đây là em phải sửa, anh kéo xuống cho nuôi cái cành này. Thế nữa, ví dụ như chỗ đây, rồi quay lại chỗ đây, vấn đề này chỗ đây, những cái cành đây anh đang thấy này, cành anh vẫn kéo xuống được nè, bình thường anh kéo được nè, bây giờ anh rọt, anh rửa mấy nhánh nhỏ này, mấy nhánh nhỏ anh bỏ đó. Ví dụ như anh lại thấy nhánh nhỏ anh bỏ đây, bỏ anh bỏ nhánh nhỏ, còn anh để lại cái nhánh lớn cho nó nuôi, nó dành dinh dưỡng, nó nuôi mấy cái nhánh lớn bự đây, mai mốt ra năng suất đó. Thì cứ mình đi, mình sửa từ từ. Cái cây vú sữa bây giờ giai đoạn này là mình phải sửa đâu, chứ mình để mà vượt quá lên mai mốt sửa cực lắm. Cỏ là không cần thiết làm đâu. Cỏ anh cứ, nếu mà anh cảm thấy nó cao quá anh cắt, anh cảm thấy mà nó cao quá thì anh cắt thôi. Đây này, với những cái cành tâm này chịu khó đi, những cái cành như thế này là bấm bỏ này đó, ví dụ như nó giọt lên 2-3 cành ở đây này, nó nhiều quá thì anh sẽ thấy mà nó đang cạnh tranh với nhau, nó nhiều quá như thế này này, mình có thể mình giữ một
một đọt thôi, mình để có nghĩa là mình bấm bớt đi, mình giữ một đọt này, nó nuôi cái đọt này lên. Rồi mấy cái này này chịu khó này, anh em thấy không, nó ra này, sửa mấy cái này này, cành tâm những cành nhỏ sửa bỏ bớt để nó dồn dinh dưỡng, nó nuôi những cái cành lớn. Đây, chỗ mấy cái chỗ này nó trống này, đó, anh gọt anh bỏ bớt nó trống ra. Này cũng không cần làm nhiều đâu, mà nó chỉ là một vài nhát kéo thôi, trong cái cây của mình đi là một vài nhát kéo những cái cành tâm như thế này này, anh dọn giùm em ha. Sửa cái quan trọng là sửa tàn, nó quan trọng lắm anh. Đây này, ví dụ như mấy này nè, đây thấy không, cái cành này này, cái này rồi hồi xưa cái này này, anh vừa anh sửa tàn này đó, anh kéo làm sao nó xuống như thế này thì cái cành trên này nó mới có độ thông thoáng, nó mới ra được chứ nữa. Ok, đó mấy cành nhỏ như thế này này, tắm bỏ đi. Đấy, rồi chúng ta sửa tàn, ví dụ như những cái cành tâm như thế này chúng ta bấm bỏ này, bây giờ là tàn nó ra ok rồi, giờ giữ những cái cành lớn như thế này thôi, cành là cành mang trái này, sau này là mình giữ mang trái này, cành nào mà nó đụng với nhau quá mình bấm mình gọt bớt, cái này là thả cái cây, thả cái dây cột nó hoặc là kém cái cây cột nó là ra ok, nó xè tàn ra, đừng để nó chĩa vô đấy là mai mốt nó không có năng suất. Còn ví dụ những cái cành nhỏ đây này, anh dọn này thấy không, anh dọn những cái nhỏ này thấy rồi, còn anh giữ lại cái cành lớn giùm em. Rồi ok, nhỏ này dưới đây này gần quá nè, bấm bỏ này, rồi để giữ lại thôi. Rồi cái này nếu sửa được thì sửa qua bên này đó, sửa cho nó xè cái điều cái tàn ra. Nhưng bây giờ là để nó đang chỉa lên trên. Hồi bữa em xuống em cũng nhớ là bữa xuống cũng cắt một lần rồi chứ đó, ví dụ như đây này, những như thế này là mình phải sửa nó, kéo nó ra, kéo cho nó tàn nó ra. Thì bây giờ mấy cái nhánh nhỏ như thế này này đó, dọn nó nè, dọn này. Đấy, chúng ta sẽ nuôi là nuôi mấy này nè, thấy không, nuôi mấy này đó, chúng ta nuôi mấy này nó lớn ra, còn mấy nhỏ mà mấy này mà đang xen vô ở trong này bấm bỏ đi, rồi kéo hạ nó xuống, kéo nó xuống, bắt đầu sửa từ từ lên, lựa những cái cành mà cành nhỏ bấm bỏ, còn những cái cành lớn chiến lược sẽ giữ lại. Ví dụ như đây nó làm một chùm này, thấy một chùm đây chỗ đây này, thấy không, thấy một chùm chỗ đây này, thấy anh bấm bỏ chỗ đây đi đó, nên giữ một cái chui nào nó bự thôi, nó sẽ nuôi cái chui đó. Đó, những cái cành như thế này là giữ này, này năng suất dữ lắm nha, ra năng suất dữ lắm, mà bữa cũng bấm bỏ bớt chứ, bữa nó ra bông cũng tự rụng hay sao, nó tự rụng chứ. Nhánh này dọn cho nó trống ra, sau này nó ăn trái là sẽ ăn hết trên những cái tàn bự như thế này, ra tàn bự mình làm càng nó xà ra xung quanh là càng tốt, đừng có để nó cao mà mốt gió hay có trái là kéo đừ luôn, phải lấy lớp xi kéo á, nhưng phải dưỡng đâu nha, đường nào là anh cũng phải chống, mà anh chống anh giữ luôn cái cây nó càng tốt nữa, nên là chống luôn, cái giữ luôn, cột cái cây giữ nó luôn, cho chắc cái cây xuống, đóng xuống giữ cái cây nó luôn, thì giữ nó luôn, nó nằm miết ở đấy á, mình phải uống mình giữ nó từ nhỏ. Đấy, những cái cành tâm, những cái cành nhỏ đâm hơi trong này, nó đâm lên đâm hơi trong này là bấm bỏ bớt đi, để nó dọn ra, trống ra bên ngoài đây này. Ví dụ như đây này, những cái mấy cái mục anh thấy không, cái mục này này, đấy đây này, và cái khúc bên này nó đang trống tàn thì cho nó ra, cái này kéo không được nữa đâu, nhưng để cho nó trống tàn nó ra được, bên này nào nó ra, bên này cho nó ra được, bên nào nó ra. Còn ví dụ như trên này nó tùm quá này, anh thấy hai ba chỉ không, hai ba chỉ này anh bấm bỏ bớt chỉ đi để nó sửa nó. Ví dụ như bên này nó đang hai cái nách này, ví dụ như cái nách bên này nếu mà muốn mình kéo được thì mình sửa mình kéo, nhưng mà thông thường á lại bên kia nó đang trống rồi, để hai cái nách, để cái nách này nó qua bên kia, bấm sửa bớt để nó tùm quá, sau này cái năng suất nó không có. Chủ yếu chủ đạo mình, nếu mình nhát tay á thì mình lựa những cái cành như thế này này đó, những cái cành như thế này này mình bấm bỏ, mình nhát tay quá thì mình lựa mình bấm bỏ những cái cành như thế này đó, thấy không. Làm chắc cũng phải cả mấy tháng mới sửa được hết đi, từ từ. Cỏ thì không cần thiết đâu nha. Nó này nó em góp ý thiệt á, tại vì nó đang giữ độ ẩm cho mình. Bây giờ anh làm vậy á đã, mình làm ý tốt chứ không phải ý gì, nhưng mà làm như vậy nó đang bị nắng dữ quá, nó hóc chịu không nổi. Cỏ ngoài đây để cỏ ngoài đây cứ để bình thường hết. Người cỏ chắc chắn ngoài đây không có lên nổi đâu, đúng không? Nước thì giờ phải điều tiết làm sao mà ra bên này nữa càng ngon. Nó đang bị giống như là nó bị đùng cái bó rễ ở trong á,
bị bó. Hồi xưa á, xưa dài này nếu mà làm cái đây này, làm cái kiểu chịu công tác này, làm vậy này để bước vào cái mùa mưa này, làm cái công tác vậy nó mới hay này. Xẻ cái rãnh chỗ đây này, từ chỗ đây này anh bào xuống, anh xẻ cái đường rãnh xuống đây, anh cào qua bên này xẻ cái đường rãnh xuống đây để chuẩn bị bước vào cái mùa mưa, làm mưa nó thoát nước xuống liền, chứ không này nó úng xong là cây sụp á. Làm gì làm này, cái trong này nó phải cao hơn, có nghĩa là anh làm cái dành vậy hay làm cái gì dưới vậy, nhưng mà bây giờ này mai mốt mưa nó úng nước. Không, cái này nhiều khi tới mùa mưa cái là mình tắp mô lên, tắp mô vô lắp cái cổ rễ không được. Không, mà tắp mô vòng quanh hay lắp cái chỗ đấy luôn. Cái gì em lại muốn cho anh xẻ cái rãnh chỗ đây này, xẻ rãnh ra đây này, nước nó thoát ra đây nó chảy ra kia này. Không nữa, nhiều khi nữa cái mùa mưa cái mình đắp mô vòng qua, đắp cho nó cao lên như vậy. Để cho cao lên thì cũng được, không có đắp vô trong góc này. Cũng được, không thì cái nào cũng đường nào cũng phải lắp cũng đào hết á, thì tùy theo anh em mình làm theo thoát nước ra đây. Cái góc nào nó ngập nước á vẫn còn uống nước bên trong, thì nó vẫn còn uống nước bên trong. Cái mục đích của mình là thoát nước, làm cho nó thoát nước rồi nó thoát ra kia luôn. Cái này như cái này này, như cái này này là cái này ok này, nhưng mà làm cái rãnh nữa là nó ra vào đây luôn, nó thoát nước ra kia là ok. Đúng rồi, đúng rồi, cây nào ngập. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đi qua cái qua chỗ mic thử coi. Mic của ổng với của ai?